Ông đi ra ngoài để tôi quay phim. À, kính thưa quý vị, hôm nay tôi có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh An Giang. Ngày hôm qua chúng tôi có mặt tại Tri Tôn An Giang rồi. Và chúng tôi tiếp tục làm cho quý vị những cái video. À, căn nhà này thì ông chủ đã làm được khoảng tầm 3 năm, nhưng mà cho lời báo của ông chủ thì được khoảng tầm 4 chục tổ. À, và cũng đã là khoan tới khoan lui rất là nhiều các ống lỗ đây. À, rất là rảnh rỗi, không có việc gì làm. Tầm dưới này đã là thông 100% từ bên trong ra bên ngoài rồi. Khoan thêm lỗ này nữa. Đấy. Và khoan thêm ra để bịt cái ống dưới này. Thì đây cũng là một động tác thừa. Đấy. Và trên đây nó có một cái điều rất nguy hiểm, chỗ này bắt buộc ông chủ phải làm lại cho tôi chứ không để này được. Ông có bịt cái góc 10 lần nữa thì khí với nhiệt vẫn bị thoát ra ngoài. Nên bắt buộc là không có đẹp xấu gì cả, chỗ này là phải bít lại toàn bộ bằng xi măng cát nha. Nhà yến này không đẹp, nhà yến cần đúng là không cần đẹp nha. Bắt buộc có bít ở trong cũng phải cát lại cho tôi. Tại vì kể cả những vật liệu này ra nhiệt nó vẫn không giữ được, vẫn tống ra ngoài, không được nha. Đây là báo phần cứng nha. Đây, tất cả các hệ thống lỗ này đều phải được xử lý lại bằng xi măng cát hết. Không có cái chuyện mà để làm như thế này đâu. Làm cái kiểu này làm như mèo mửa ấy, không được đâu. Nhá. Nếu ai mà gặp cái như này thì đoán mà bắt dàn giáo lên mà chét cái hồ vào nhá. Đấy. Ống thì làm một hàng thôi, đâu có xài hết được tất cả đâu mà khoan nhiều ống như này. Tốn công tốn của chả được giải quyết cái gì cả. Đâu có ai xài hết được những ống này đâu. Sàn này thông một trực tiếp từ bên trong ra bên ngoài rồi thì tầng mắc mới thế này phải khoan thêm cái này nữa, không có đâu. Rất là quan trọng điều chỉnh khí, nhà này nỗi khí nó nhiệt rồi, như là này biết nỗi khí nó nhiệt rồi, phải làm lại thôi. Cái này là tự ông chủ làm đây, còn nó phần cứng mà chúng tôi chỉ làm những phần kỹ thuật thôi, không có phần làm những phần cứng như này đâu. Thế dẫn sao làm vậy. Và cái này chúng tôi xuống tôi làm thế là mời của ông chủ. À, ba cái đi cũng hơi nhiều ông đi đấy, một ngày một đêm đúng không, một du ngày một du đêm đúng không? Dạ. Một ngày một đêm là gì, chạy cắm mít 24/24 luôn ngày đêm cho mệt. Và tắt âm đi dùng tôi cháy coi. Và đây xem nào, nhà cửa sạch sẽ chưa, sỏi ơi sao mà để phân thế này? Này hốt rồi ông ba không biết, ông xả nước xả hôm qua này. Thôi, thua. À, mời ông chủ mà tôi hốt toàn bộ này, cắt bớt anh. Đối cái này ra đây. Ở này sao mà chim có gì, tạt phân tận nước. Ui giời ơi, thế này làm sao mà có chim được. Cái này phải xử lý hàng gánh vi sinh đi. Ui, này nhà này thì tiêu độc khử trùng nặng, nặng đô lắm. Nè, cái này trâu cũng chết, người hót đất này ra dùng tôi đi. Này, trâu bò cũng chết, yến gì. Yến nào sống sạch lắm à. À, anh tính ngày nay em lên em hốt đó chứ. Dạ phải làm cái này đi, hai sàn đúng không, hai sàn ba sàn. Dạ. Tôi chỉ làm những vấn đề về tinh tế nhất trong cái nhà yến này thôi, chúng ta không có làm tất cả những cái này khí bịt tùm lum la hết thế này chứ. Thực sự ra những nhà yến này đều tôi rất là uổng tiền, không biết cách vận hành. Là phân tạt tùm lum la hết. Đấy, nó du đi cũng cừ vừa cỡ đấy. Cũng không đánh đề lắm đâu. Nó dẫn thì đi thuần nó báo cối. Lại để nước để trong nhà này, chim vào này. Chim sẻ vào đây không chết, chim yến này. Đấy, chim sẻ vào chết này, tôi nó điêu đâu. Yến gì đâu, chim sẻ chứ yến gì. Chim sẻ lọt đây không chết, ô nhiễm quá chết. Chim yến đây, chim sẻ. Đấy. Trời ơi, tội nghiệp nó dụ cả mấy chục năm mới được cơi. Mấy năm trời con yến nó cuối cùng vào nó ngộp quá nó chết. Thôi nhà này làm lại tầm mới đừng nó dẫn, đừng khí nhé. Nha. Tôi sẽ làm cái phần kỹ thuật thôi nhé. Dạ. Tôi không có làm phần về phần hút thuốc đâu nhé. Dạ. Đừng nó dẫn thay âm. Đừng khí, đừng nhiệt. Lên trên đi xem nào. Giờ mà thuê nhân công trong một ngày này hót sạch cái này cho tôi, không có để không, trước khi tôi về là phải xong cái này. Dạ. Xong tôi xử lý vi sinh, không tốn vi sinh tôi lắm, chịu không nổi đâu. Nhá. Dạ. Thế này mà bảo sửa là cứ nghèng không sửa. Tôi đi tận tiện cái chuyến ở trên này tôi mới làm cho ông thôi.
anh Đông tháo này, dùng ra ngoài dùng em cái đi. Đấy nhưng mà thở không được, thở sao đây. Trời ơi, xịt mùi nữa. Không, chỉ tháo cửa ra luôn rồi. Nhà này xịt mùi nữa chứ. Đúng không? Tao bắt anh không có xài mùi gì chứ. Trời ơi, này chết. Nó treo cái này nè. Chết tôi rồi. Trời ơi, em có xài mùi gì chứ. Đây, treo cái củ quỷ gì đây. Cái này làm sao mà nhà được có yến nữa. Nên sao mà nhà có yến được, gỗ này có bề lời hay có Menti? Menti kit. Menti Indo, Indonesia. Kit con gì? Cả con đồ nhau không? Lãng tức mẹ. Nhà này tôi không có làm cái gì nhiều. Tôi thay toàn bộ hệ thống dẫn cho anh. Tôi điều hệ thống khí cho anh cho nó vừa phải. Cái này tôi tưởng quan trọng là tôi phải xử lý cực kỳ tốn nhiều vi sinh ở cái nhà yến này. Nó khử độc được nhé. Mình nhấm độc cực kỳ lặng luôn. Đấy, bây giờ là anh em phải thở bung hết cái ống này ra đã để thấy thở đã rồi anh em là đóng nó làm việc. Này có một kèo mà. Cái ống kèo không? Không không, cái đó không cần làm. Làm dưới này. Làm dưới anh bung ra bung bớt ra để. Ống này là tháo ra để bịt khoan hết bể hết lỗ này. Ê, mình tháo ống này này, để thấy thở đi, thở không nổi nhưng mà. Tháo đỡ ra đi để mà thở mà. Rồi tháo cái đó ra đi để mà dễ thở đã. Em không thở không nổi đâu. Này mà anh cứ giữ những cái kính này anh không chịu làm nên giữ làm của. Hả? Tháo cái đít này ra đi để mà thở này mà làm. Này cũng phải tháo được này luôn ra đây. Không không, đồ nó không cần làm đâu. Không tháo ăn cắp bể hết rồi. Cái mẹ đó, cái đó là nó do cái để chạy khí chạy ẩm ấy mà. Để mà thở để mà làm đã, không đi không thở mà làm được đâu. Đây. Trên này thì yến thì đã bỏ cái nhà là mất trăm triệu mà để thế này vận hành cái này thì chết rồi. Tính như con khỉ là tập trung vào thuê mấy người làm luôn đi mà tôi đâu có thời gian đâu. Công việc cho tôi khoảng gần nửa năm nay thì được hả? Dạ. Công việc cho tôi lâu rồi mà. Dạ lâu rồi. Lâu rồi. Lâu rồi. Ừ. 7 tháng. Rồi 7 tháng cũng hộ để làm. Hôm nay tôi cũng có dịp đi An Giang nhé. Dạ. Tôi tranh thủ cho làm cho ông thôi. Ngày này làm cả ngày mai nữa, cũng đùa rồi, chưa được khử trùng tất cả các kiểu luôn. Mệt lắm. Có hải sản đấy đúng không? Dạ, ui giời, còn lên sản nữa luôn hả? Lên được nào? Đâu? Trời ơi, đã càng vậy. Đây tất cả tôi quay cho khán giả xem. Tất cả những nhà yến nào như thế này là đều phải xem xét lại hết toàn bộ luôn. Đấy, chứ còn không thể để như này tiêu độc khử trùng toàn bộ hệ thống vi sinh. Nhà này tốn nhiều vi sinh lắm. Nhà này phải 5-6 kg vi sinh. 5-6 kg vi sinh mới khử được cái mùi này đấy. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Xử lý nhà này tốn kém lắm đấy, không chỉ đơn giản đâu. Tôi tưởng là nó ngon ngon rồi tôi nên làm cho đỡ. Ngày hôm qua làm cái nhà ở Chi Tôn kia cũng vậy. Tưởng nó ngon cho nên là chắc làm ngày thôi. Ui dồi ôi, chạy chết luôn. Mà tí là cho ông xem cái video con nhà ngày hôm qua. Ông lên đây ông mở cửa với đi. Bỏ mấy năm trời mấy trăm triệu làm hơn tỷ nữa hả? Tỷ 1, tỷ 2 để 4-5 năm luôn. Mà cứ để như thế này rồi. Cứ để cho ông kỹ thuật, ông vận hành, ông dọc, ông làm này chết dở tập thân được rồi. Kỹ thuật nó làm nó bỏ rồi. Rồi bây giờ em cái thì em nó bỏ rồi em tự làm hoài nó nhà trước cũng bị kỹ thuật bỏ, nhà này cũng bị kỹ thuật bỏ rồi. Rồi tắt cái ẩm đi. Nhà đã bị ô nhiễm cái này là bật ẩm lên nó càng ô nhiễm thêm nữa nhá. Dạ. Đấy. Đây, làm khổ thật đấy chứ. Không có yến thì không nghèo, có yến nghèo mạt luôn. Rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục và xử lý căn nhà yến này cho ông chủ. Nhà này thì nó du đi được. Những cái đôi khi cái ngang ngửa ngửa này tí anh em nó cắt đi thôi. Còn những cái thẳng hàng thẳng nối này nó ok. Em đang cắt đó mà bên trên nó đang
chưa có làm, đau không em không làm. Đau giống giống thì vì mất tiền thôi, khác nào mất tiền thôi, không làm được thì mất tiền thôi. Những cái như ấy này là ta phải tháo hết cả này, cái mùi này, mùi mẹt phải tháo hết. Tôi xử lý vệ sinh cho ông 2 ngày cái là nó sáng trưng, nhà là thông từng, là chim vợ nhé. Nhà này tôi làm rất là tốn kém đấy, không phải đơn giản đâu. Nha. Trước mắt là tôi nói với ông là tôi giải cứu cho ông. Nhưng mà tất cả cái tiền vi sinh, tiền chi phí đi lại, rồi những công cán của anh em ăn gửi là ông phải lo nhé. Được chưa? Đó, còn nếu là nhà này chúng tôi làm là phải không dưới 200 triệu để mà đặt cho khoảng 200 tổ. Nhá. Tương ứng có mỗi tổ 1 triệu thôi. Được chưa? Thôi giờ điều kiện kinh tế anh em nó thất bại mấy năm rồi tôi cũng không đặt vấn đề đó. Mà tôi làm chuẩn chỉ cho ông phải tuân thủ theo phác đồ nhé. Mới có chim được. Cái nhà như này thì không có chim mà đúng thôi, vẫn đấy đâu. Đấy là chim đó báo cáo bà con là cái vết phân như này chúng tôi phải xử lý hết này. Rất là cực khổ. Đấy, căn này thì căn nằm thêm đấy. Căn này là căn kiềm chế ở dưới hai tầng rồi chưa phê, thêm tầng nữa cho nó phê. Cũng không trải có chim cò gì cả. Đây, trống trơn hết quý vị. Thế không có cố được. Làm nhà yến thì quý vị cũng làm cái nhà nó vừa nhỏ nhỏ thôi, 300 mét vuông thôi. Làm cho cứng cáp chắc chắn đâu đó thì được nhé. Đừng có tham cái này là không được đâu. Đây cái này cũng là phải trăng bạc lên chứ đâu không trăng bạc lên đâu có ổn định được môi trường. Trăng cái bạc như thế này nó thối quá này thì cũng đâu có trăng được. Bây giờ tôi nói anh nghe, tầng trên này chúng tôi sẽ xử lý vệ sinh ở tất cả cái tường này. Sau đó anh phải, tôi sẽ gửi cho anh một cái video. Anh xử lý câu tiếp theo là anh bắn lớp bạt cho tôi từ trên xuống dưới này để cho cái tường nó ổn định. Như là chúng tôi không thể làm được. Vì nó quá là đúng rồi, vì nó là quá là ô nhiễm này, chúng tôi không thể bọc cái bạt vào đây để cho nó làm tường cho anh được. Nghe chưa? Nghe chưa? Lên là nếu trong trường hợp tôi xử lý xong hết cái này rồi, anh phải, tôi xử lý vi sinh xong, anh phải tự làm bắn cái bạt từ trên dưới đây để cho nó khe, cái khe này nó khít nhau này. Để ổn định nhiệt độ này nhé. Thấy chưa? Đấy. Rồi tôi sẽ gửi cho anh cái video anh em tôi làm sao anh làm đi dạy luôn. Thế còn những hệ thống khí này tôi sẽ thông nghệ khí lại cho anh. Nhà cửa thông thoáng lại và xử lý toàn bộ hệ thống tiêu độc khử trùng. Nhà này nó sử dụng rất là nhiều mùi và nhiều phân. Một tí nữa là anh em tôi xuống ngứa thì muốn chết luôn. Không được đâu. Đây, tạm thời vậy đi. Đấy là cái nỗi này. Thế còn những cái loa như này thì anh em sẽ cắt bớt đi. Xem cái hướng nào cho nó ok thì sẽ bổ sung nó cho anh em thôi nhé. Thấy chưa? Đấy. Thế này mà cứ giấu hoài mấy năm rồi? 4 năm hay 3 năm? Chèm 3 năm thôi, tốn kém lắm. Vận hành thì không được đâu nhé. Đây. Mà cũng làm lỗ thần thánh như kia rồi. Tôi sẽ làm cho anh thêm một cái lỗ nữa. À đây hai lỗ rồi, không phải làm thêm. À, khí đủ lên rồi. Được chưa? À, loa vắt mung tung hết rồi. Đấy. Cái này là loa khủng bố nữa, loa to nữa, làm sao chim cỏ này. Ông cứ tưởng tượng cái họng con chim nó bé tí mà ông chơi cái loa to thế kia thì đừng sao mà con chim nó hót theo được, bắt chiếc được. Đúng không? Ông hót bằng được kêu to bằng cái loa kia không? Ông nói to bằng cái loa không? Hỏi thế. Không được mà bắt con chim nó kêu to bằng cái loa đó mà ông nghe cái hình mặt cắt trên nó bắn vào. Đây là mấy ông tư vấn nó bắn vào. Miệng con chim có 8 gram nó kêu ép tí rồi. Mà ông chơi cái loa khủng bố to thế thì làm sao mà con chim nào nó kêu bằng cái loa nó được. Nó kêu nó rách hết họng nó làm sao nó vào nó ở cho ông được. Rồi, ông cứ tưởng tượng đi, như ông vào trong nhà của ông để cứt này thì ông ở được không? Hỏi thiệt, trả lời câu có hay không? Cái này kỹ thuật hồi xưa nó... Thôi thì kỹ thuật cũng được, mà ông cũng được, đều như nhau hết à? Cái này hồi xưa kỹ thuật nó làm chứ không phải... Kỹ thuật cũng được, tôi hỏi ông là tôi hỏi thằng kỹ thuật nó làm cho ông ấy. Ông ở đây ông có tự không trả lời. Tại sao ông cũng chấp thuận cái phương án như thế này? Thì ông không biết, mà nó phỉnh. Nha, bây giờ ông bắt buộc ông phải nghe tôi, nha. Yeah. Tôi nghe khuyên ông cái đúng thôi. Không thể để một cái nhà yến nó như thế này, phân như thế này được. Bây giờ ông phải bắt buộc là kêu người, thuê người đi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đây, tất cả những cái này đi, tôi thông khí ra, tôi xử tiêu độc khử trùng trong một tuần sau chim về ok. Và nó rất là âm mẹt, tôi làm cho ông luôn.
Cái này thì dễ rồi. Thấy chưa? Ai mà để cái nhà yến này. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn quý vị đã xem cái chương trình video này. Video này là thực sự là rất là bổ ích. Nên tất cả quý vị mà có những cái vi nhà như thế này vui lòng là phải tự vệ sinh của mình đi và xử lý bằng vi sinh ngủ đông. Và vị cái tiết có thể hỗ trợ thì có thể quý vị liên hệ với tôi. Tôi sẽ hướng dẫn các vị làm. Không nhất thiết tôi phải làm đâu. Đấy. Mỗi người có một năng lực khác nhau. Tất cả những video như này tôi up lên cho quý vị tham khảo. Tất cả thông tin trên video như này toàn bộ là tham khảo, không có áp đặt bất kỳ một trường hợp nào. Đấy. Ai thích thì xem, không thích thì thôi, không phản biện. Tự quý vị phản biện ấy, tự đặt quý vị đặt câu hỏi rồi trả lời cho mình thôi nhé. Nhà nó giờ thế này chim ở được không? Loa to thế, mình có nói to bằng cái loa được mà bắt chim nó kêu cả ngày á? Theo cái loa đấy, đấy toàn bộ cái loa như này thôi không có được đâu. Tôi cảm ơn quý vị, tôi sẽ hẹn quý vị lại một cái video kế tiếp. Khi tôi hoàn thành ngôi nhà yến này, và ngôi nhà yến này rất là nhiều việc chúng tôi phải làm. Tôi dự kiến làm một căn này một ngày thôi, nhưng biết một ngày có xong hay không. Rồi, cảm ơn quý vị, hẹn quý vị tại video kế tiếp lần sau.